Từng có một thời gian dân mạng phát sốt với hình ảnh các biệt phủ khủng của các quan chức Việt Nam, trong đó có cả những giám đốc công an tỉnh, thành phố trên cả nước. Bởi dư luận đặt ra câu hỏi, tiền ở đâu mà có thể xây dựng được các biệt phủ lớn đến như vậy? Hôm nay, xin mời quý vị cùng những biệt phủ khủng tai tiếng của các giám đốc công an tại Việt Nam. 1. Hai ngôi biệt phủ khủng của cựu giám đốc công an Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca. Đầu năm 2023, Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca từng bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi được nhờ chạy án giúp, tuy nhiên không chạy, vẫn chiếm đoạt số tiền. Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tách riêng để xác minh khối tài sản lớn thu được tại nơi ở của cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Quá trình khám xét nơi ở của cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, cơ quan chức năng phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức. Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ gồm số nhà 24-18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Dân Việt ghi lại một số hình ảnh hai căn biệt thự khủng của gia đình cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nằm ở xã Kinh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng và đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Trong đó, ngôi nhà tại xã Kinh Giang được người dân ví như biệt phủ và vào năm 2019 từng làm xôn xao dư luận. Được biết, biệt phủ của gia đình tướng Ca tọa lạc bên bờ sông Giá, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng, được xây hoành tráng, rộng hàng nghìn mét vuông và bằng mắt thường ai cũng thấy công trình này đã lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều. Lúc đó, ông Đỗ Hữu Ca chưa bị bắt đã trả lời phóng viên rằng ông đã nắm được thông tin trên và khẳng định thực tế không như những gì được phản ánh trên mạng xã hội, tờ tạp chí nêu. Theo tướng Ca, khu đất của gia đình ông là đất thổ cư, được cấp sổ đỏ, chứ không phải là đất ruộng, đất thuê hay đất 0304. Khu đất của gia đình tôi nằm ngay phía sau trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Kênh Giang và đã được cấp sổ đỏ từ lâu. Việc nói bằng mắt thường ai cũng thấy công trình nhà ở của gia đình tôi lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều hoàn toàn không đúng. Bởi từ nhà tôi được xây đến mép sông còn gần 100 mét nữa, trong khi hành lang bảo vệ sông theo quy định chỉ có 10 mét. Ở đây, họ chiếu bằng flycam nên nhìn không rõ. Nhưng nếu ở gần sẽ thấy rất rõ cặp tiêu của hành lang bảo vệ sông cách 10 mét tính từ mép bờ. Như vậy, từ nhà tôi xây đến hành lang bảo vệ sông còn rất xa, chứ đâu có gần, tướng Ca nói. Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng thông tin, khu nhà của gia đình được xây từ năm 2008 và sau khi nghỉ hưu, ông về đây ở. Gia đình tôi không có vi phạm gì và tôi muốn nói, khi đã ở gần đây thì mình phải là người bảo vệ dòng sông hơn ai hết. Thêm vào đó, Ủy ban Nhân dân xã ngay ở đó, người dân qua lại suốt ngày, nếu mình có muốn làm trái cũng không làm được, tướng Ca nêu thêm. Tướng Đỗ Hữu Ca cung cấp thêm, khoảng 2 năm trước đã có một số người dùng flycam đến quay, chụp tại khu vực này nhằm mục đích đưa thông tin không tốt và bị người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng xử lý. Sau khi ông nghỉ hưu về sinh sống tại đây, việc này lại xảy ra. Vị thiếu tướng cũng đề nghị phóng viên báo chí có thể về trực tiếp khu vực nhà của gia đình để xem xét, nhìn nhận cụ thể, khách quan, chính xác sự việc. 2. Biệt phủ khủng của gia đình Giám đốc Công an Yên Bái, Đặng Trần Chiêu. Vào năm 2017, nhiều nguồn tin của người dân phản ánh về một công trình biệt thự lớn của gia đình thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, ông Chiêu đã phủ nhận sở hữu công trình này mà cho biết công trình trên là của bố mẹ đã gần 90 tuổi và các em ruột mình do nhiều vận tải. Ông chỉ thường xuyên ghé thăm người nhà chứ không ở lại. Người dân cho rằng công trình tư gia này được xếp vào hàng lớn nhất tỉnh Yên Bái hiện nay. Kể cả nhiều trụ sở của nhà nước ở tỉnh cũng không thể sánh với công trình này. Khu biệt thự trên có địa chỉ nằm gọn trên một quả đồi bên cạnh đường đôi Nguyễn Tất Thành, tổ 44, phường Yên Tích, thành phố Yên Bái. Công trình đang đi vào hoàn thiện, mức đầu tư có thể lên tới nhiều tỷ đồng. Qua quan sát từ phía bên ngoài, tòa nhà đang được sơn màu trắng toát, trên quả đồi có diện tích khá rộng, với xung quanh là những hàng cây xanh lâu năm. Xung quanh công trình có tường bao bọc và rất nhiều công trình phụ khác cũng đang được xây dựng dần đi vào hoàn thiện. Bên trong khu đất được gia chủ bố trí cây cảnh, đá quý, đèn điện cao áp rất đẹp mắt và sang trọng. Người dân sống quanh tòa nhà trên cho biết, ngay cả họ cũng khó có thể tiếp cận được khu biệt phủ vì lực lượng canh phòng rất nghiêm ngặt và nhiều lớp. Để xác thực hơn, phóng viên đã lần theo con đường nhựa dẫn vào khu biệt thự. Tuy nhiên, bất ngờ xuất hiện một đối tượng với nét mặt bặm trợn ra chặn đường xua đuổi quát. Đây là nhà của tao, mày đến đây làm gì? Sau khi bị đe dọa, phóng viên phải rút ngay khỏi công trình. Tuy nhiên, một số đối tượng khác lại tiếp tục sử dụng các phương tiện để bám theo phóng viên. Ông Tuân, tổ trưởng tổ dân phố 44, phường Yên Thịnh cho biết, khu đất trên là đất của nhà người ta do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp. Chúng tôi chỉ biết khu đất là của gia đình ông, bà Chu, mẹ đẻ ông Chiêu, của ông Trung, anh em nhà ông Chiêu đang được xây dựng trong thời gian qua. Tôi cũng chẳng dám lên xem. Việc của người ta xây dựng thế nào thì tôi cũng không biết. Người ta có tiền thì người ta mua, người ta xây dựng. Về nguồn gốc đất thì phải có cơ quan, có thẩm quyền. Còn chúng tôi về đây từ năm 1995, khi đó đất ở khu đất đấy đang còn là đất nương, đất rừng. Người dân được đền bù thì họ lại đi trộm khác rồi.
Nói về khu biệt phủ trên, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết, khu biệt phủ trên là của gia đình ông Chiêu, chủ yếu nằm trên diện tích đất của phường Yên Thịnh. Nếu anh muốn tìm hiểu rõ hơn thì sang bên phường Yên Thịnh hỏi cho rõ. Số diện tích đất nằm trong gia đình của ông Chiêu ở xã tôi chỉ có một hộ, họ mua của gia đình bà Tĩnh. Tôi cũng không bao giờ lên khu đấy, chỉ đi qua và thấy đang được xây dựng. Khu đất này cũng tương đối rộng, các công trình đã xây dựng nhìn đẹp lắm. Trước đây, khu đất này là khu đất đồi rừng. Để tìm hiểu rõ về khu đất trên, ngày 15 tháng 6 năm 2017, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Hòa Trung Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh. Tuy nhiên, ông Phi có thái độ e ngại khi nói về khu đất và công trình này. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, công trình trên là tài sản của bố mẹ ông và hai người em trai làm doanh nghiệp vận tải. Bản thân ông và vợ, con đều đang sinh sống tại ngôi nhà ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tướng Chiêu cho biết thêm, vào năm 2010, bố ông từ Lý Nhân, Hà Nam lên Yên Bái ở với gia đình ông, phường Đồng Tâm, nhưng do nhà chật chội nên muốn con cái xây riêng một khu đất. Khu đất ở phường Yên Thịnh có diện tích khoảng 10.000 m². Gia đình tôi mua lại khu đất của người dân, lúc ấy chỉ có 300 triệu đồng. Trước đây, đất đó chỉ là đất rừng sản xuất thôi, nhà nước đã giao cho các hộ dân và có cấp sổ xanh. Gia đình tôi chuyển đổi sang đất ở khoảng năm 2011, nhưng chỉ chuyển đổi phần xây dựng thôi, số còn lại thì vẫn để nguyên mục đích là đất cũ. Tôi thường xuyên lui tới đây, khu biệt thự thăm bố mẹ nên người dân cứ nghĩ nhà của tôi, nhưng không phải như vậy, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu giải thích. Hiện nay, công trình thủ loại lớn nhất tỉnh Yên Bái của bố mẹ, anh em Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu đã trở thành câu chuyện bàn ra tán vào của người dân trong tỉnh. Nhiều người cho rằng đấy là công trình thuộc sở hữu của ông Chiêu vì ông và vợ con thường xuyên ở đây, bản thân bố mẹ ông đã già, gần 90 tuổi chỉ là cán bộ về hưu, không thể đủ tiền sở hữu khối tài sản lớn tới như vậy. Người dân cũng nghi ngờ khu đất trên được chuyển đổi từ đất rừng sang đất ở, đất vườn không đúng theo các quy định của pháp luật. Vì ra thế chủ sở hữu thuộc hàng khổng. Tuy nhiên, ông Chiêu thì phủ nhận mình đứng tên sở hữu khối tài sản này. Ngay sau đó, Tránh Thanh tra Bộ Công an sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017 cho biết, Bộ này sẽ tiến hành nắm tình hình thông tin dư luận về biệt phủ của gia đình Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu và sự việc dần chìm xuống. 3. Biệt thự khủng của Giám đốc Công an Đà Nẵng Lê Văn Tam. Vào năm 2018, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng sở hữu một căn biệt thự bên trong làng Châu Âu và nghi vấn căn biệt thự này là do Vũ Nhôm tặng. Trả lời báo Người Lao Động, Đại tá Lê Văn Tam khẳng định ông có sở hữu căn biệt thự ở đó nhưng không phải do Vũ Nhôm tặng. Khu này được thiết kế đồng bộ theo phong cách Châu Âu, gồm 245 nhà phố liền kề 100 m² và 175 biệt thự diện tích từ 250 m² tới 1.300 m² trong khuôn viên 23,7 ha. Theo tìm hiểu, giá đất ở làm biệt thự này dao động khoảng từ 52 đến 60 triệu một mét vuông. Như vậy, theo thông tin loan truyền trên mạng xã hội, căn biệt thự của ông Tam nằm trên đường Hoa Phự 2 với diện tích hơn 1.000 mét vuông và theo giá đất và vật liệu xây dựng phải trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, theo thông tin của một nhà báo DHN, ngoài việc sở hữu biệt thự khủng, Đại tá Tam cùng vợ là giáo viên và con trai là cán bộ sở xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đi xe siêu sang. Nhà báo DHN từ mình Công an thành phố Đà Nẵng cấm xuất cảnh do có đơn tố cáo của ông Phan Văn Anh Vũ. Cụ thể vào tháng 8 năm 2017, trong một lần làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Myanmar, nhà báo N được thông báo nằm trong diện cấm xuất cảnh của cơ quan công an. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ sáng ngày 20 tháng 4, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ông đã đọc thông tin trên mạng đưa về việc ông có căn biệt thự tại làng Châu Đà Nẵng, Aerovillage Đà Nẵng. Tôi có một căn nhà bên đó, do tôi đứng tên sở hữu, nhưng nội dung phản ảnh trên mạng thì không đúng sự thật. Báo chí có thông tin đưa ở đâu thì quyền của mấy ảnh, có đưa sai thì họ phải chịu trách nhiệm. Trả lời về vấn đề ông có yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nếu người ta đưa thông tin sai không, ông Tam nói. Cái đó cơ quan chức năng sẽ làm việc, đồng thời cơ quan chủ quản của cá nhân đó sẽ có trách nhiệm xử lý trong vấn đề đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của người khác. Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian ngắn, ông Tam bị kỷ luật và được cho nghỉ hưu trước tuổi. 4. Biệt phủ của Giám đốc Công an Quảng Nam. Vào năm 2015, thì dư luận cũng từng xôn xao khi có hai biệt phủ được xây dựng trái phép trên đèo Hải Vân. Trong đó có một căn là của Ngô Văn Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Minh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam, chuyên khai thác vàng và một căn là của Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên giám đốc công an tỉnh Quảng Nam. Được biết, khu biệt phủ nằm trên khu đất do Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên giám đốc công an tỉnh Quảng Nam chuyển nhượng cho ông Quang năm 2009. Trước đó, tướng Thạch mua lại của hai người dân 3 ha để làm vườn. Tướng Thạch cho biết, khi chuyển nhượng lại cho anh Quang thì đất chỉ có sỏi đá, cây nhỏ, bụi rậm, có một lán trại ở trông coi. Sau khi nhận thì anh qua xây dựng có mua thêm đất của người dân xung quanh. Cách đó gần 1 km là khu biệt phủ của tướng Thạch nằm bên đường đi lên khu du lịch Suối Lương. Tường rào kiên cố phủ rêu, cổng chính là cổng sắt đóng im lìm. Nhìn vào trong thấy dấu tích của nhà bê tông, nhà giường đã được tháo dỡ, đập phá, các công trình khác cũng tan hoang. Cây cối, vườn tược sao xác, rác đầy do không được thu gom. Gia đình ông Thạch không sống ở đây và cũng không xây dựng sửa chữa gì trong 3 năm qua. Khi có yêu cầu, ông Thạch đã nghiêm túc chấp hành tháo dỡ vào tháng 3 năm 2015.
Từ đó đến nay, biệt phủ bỏ hoang, có cha ông Thạch nhờ một người ở Quảng Nam đến trông coi. Thiếu tướng Phan Như Thạch cho biết, gia đình tôi đã sớm tháo dỡ công trình, không thắc mắc gì. Việc mình sai, mình chịu và chấp nhận quy định. Sau khi mua đất, tôi xây dựng nhà vườn để ở khi tôi về hưu tháng 9 năm 2014 để giữ già, chăm sóc cây cảnh, chứ không kinh doanh gì. Xung quanh cũng có gần 40 hộ dân sinh sống và kinh doanh, đều không có sổ đỏ. Đó là vấn đề lịch sử và có thể chấp nhận được. Còn thiếu tướng mà xây nhà rộng lớn thì chắc chắn cũng khó coi. Sau khi bộ yêu cầu tháo dỡ, gia đình xin lưu giữ và cam kết đến nhà nước thực hiện dự án hoặc dùng cho quốc phòng thì sẽ tự nguyện tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường, có thể chuyển đổi công lang công trình nếu như nhà nước thu hồi, trưng dụng. Tháo dỡ xong thì vẫn không làm gì, tài sản lớn mất đi thật lãng phí. Tài sản cá nhân cũng là của nhà nước, nếu để lại thì cũng có ích cho xã hội. Bản thân tôi nhận lỗi nhưng quyết định cưỡng chế có phần cứng nhắc, chưa thấu tình đạt lý. Bây giờ khu đất cứ để hoang đó, khi nào nhà nước có chủ trương thì mình nộp hồ sơ để thực hiện tiếp. Sau khi xảy ra sự việc, tướng Thạch đã báo cáo, đuổi từng trình những bộ công an quản lý ông và thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam, nơi ông làm tỉnh ủy viên nhưng không có kết quả, không có đoàn về kiểm tra. Nếu như đúng sai phạm thì phải kỷ luật để giữ uy tín cho cá nhân và tổ chức. Nếu báo chí đưa tin chưa đủ thì tổ chức họp báo đủ để cung cấp đầy đủ thông tin, tướng Thạch bày tỏ. Trên thực tế, xung quanh hai biệt thự có gần 40 nhà dân sinh sống lâu đời, xây dựng không có giấy phép, có cả trụ sở của hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu và đại diện chính quyền, các ban ngành, nên các công trình biệt thự vẫn được xây dựng trái phép. Lỗi và trách nhiệm là ở các gia chủ, nhưng lớn hơn là sự buông lỏng quản lý, giám sát của chính quyền, cơ quan chức năng. Việc xây dựng trái phép diễn ra trong thời gian dài nằm ở khu vực quan trọng về quốc phòng, kinh tế, nhưng việc phát hiện, ngăn chặn quá chậm hoặc không triệt để. Khi các công trình đã hoàn thành, buộc phải tháo dỡ là đúng quy định pháp luật, những gia chủ thiệt hại lớn và thấy được lỗ hổng trách nhiệm của chính quyền, cơ quan chức năng. Đại tướng Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước. Quý vị thân mến, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, chiều 21 tháng 10, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Đại tướng Lương Cường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Với 440 trên 440 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành bằng 100% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Tân Chủ tịch nước Lương Cường là người kế nhiệm chức vụ này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau khi được Quốc hội thông qua nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời Tân Chủ tịch nước Lương Cường lên thực hiện nghi thức tuyên thệ. Nghi thức tuyên thệ của Tân Chủ tịch nước bắt đầu lúc 16 giờ 38 phút, xuất thân và con đường binh nghiệp, rồi đi đến chính trị của Đại tướng Lương Cường. Quý vị thân mến, Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư. Vào ngày 16 tháng 5, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Ông Lương Cường giữ vị trí này thay cho bà Trương Thị Mai. Sáng cùng ngày, bà Trương Thị Mai đã được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Xuất thân và con đường binh nghiệp của Đại tướng Lương Cường. Đại tướng Lương Cường, 67 tuổi, quê quán Phú Thọ, là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Đại tướng Lương Cường tên đầy đủ là Lương Văn Cường, là một đại tướng quân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giữ chức vụ Chủ tịch Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, ông nhập ngũ vào tháng 2 năm 1975 và tháng 7 năm 1978, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1975, ông đã cùng với đồng đội tham gia chiến đấu để bảo vệ biên giới phía Bắc và đã giành thắng lợi. Có thể nói Đại tướng Lương Cường đã có những đóng góp rất to lớn trong việc đảm bảo an ninh và ổn định cho quốc gia. Ông giữ vị trí Bí thư Tổng cục Chính trị và là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Lương Cường, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình hình thành và phát triển thành một lực lượng quân đội chuyên nghiệp có khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh hiện tại.
Đại tướng Lương Cường có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Ông đã từng tham gia các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các quan chức quốc tế, góp phần vào việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác quân sự giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng Lương Cường cũng luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về sự nghiệp chính trị của Đại tướng Lương Cường, hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng tháng 8 năm 1978, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia vào Ban Bí thư và giữ chức Thường trực Ban Bí thư, khen thưởng và huân huy chương. Ở trong nước thì Đại tướng Lương Cường đã nhận được huân chương quân công hạng nhất, huân chương quân công hạng nhì, huân chương quân công hạng ba, huân chương chiến công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhì, huân chương chiến công hạng ba, huy chương quân kỳ chiến thắng, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, khen thưởng và huân huy chương nước ngoài, huân chương hoàng gia Saemiche hạng nhất của Vương quốc Campuchia, huân chương hữu nghị của Liên bang Nga, huân chương tự do hạng nhì của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, huân chương Playaron của Cộng hòa Cuba. Tóm lại, những cống hiến của Đại tướng Lương Cường trong công cuộc xây dựng quân đội đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời làm nổi bật tên tuổi và uy tín của ông trong lòng dân chúng và quốc tế. Cũng có thể thấy rằng trong bộ máy chính trị Việt Nam của chúng ta luôn cần có những người cán bộ, lãnh đạo, mẫn cán, xuất sắc thật sự, là những hạt nhân quan trọng của Đảng ngày đêm xây dựng và phát triển đất nước. Trương Bỉ Lan mặt tái mét khi nghe án tử và những lời nói cuối cùng đau xót. Các bạn thân mến, vụ án Trương Bỉ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát về những cáo buộc nghiêm trọng về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong thời gian qua. Và sau hàng loạt những phiên tòa đầy căng thẳng, thì cuối cùng bà Trương Bỉ Lan cũng đã phải nhận lấy mức án tử hình đầy xứng đáng. Vậy khi phải đối mặt với lằn ranh sinh tử như thế, bà Trương Bỉ Lan đã có những phản ứng và lời nói như thế nào? Liệu bà Lan có giữ được dáng dấp của một nữ doanh nhân thành đạt khi phải đứng trên vành móng ngựa hay không? Hình ảnh của Trương Bỉ Lan trong phiên xét xử lần thứ hai. Bà Trương Bỉ Lan đã tiếp tục có mặt tại phiên tòa xét xử để ngày Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trái với những lần với ảnh khóc lóc như những lần xử án trước đây, trong buổi xét xử lần này, bà Lan xuất hiện với khuôn mặt tự tin và phần nào đó là vui vẻ hơn rất nhiều. Và khi nhìn vào hình ảnh này, nhiều người đã đưa ra suy đoán có lẽ bà Lan đã dần chấp nhận được mức án tử của mình. Hoặc có thể là chính sự tự tin của bà Lan về việc mình có thể giảm án. Nhưng liệu bà Lan có được giảm án như mong muốn? Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tù chung thân cho tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát truy tố bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm, là đúng người đúng tội, không oan sai. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, có hành vi sai phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, xuyên suốt. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo trong vụ án thực hiện một cách tinh vi và phạm tội nhiều lần. Hội đồng xét xử cũng cho biết bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ và hội đồng xét xử đã xem xét, đó là thành khẩn khai báo, có thành tích trong việc phòng chống đại dịch Covid-19. Bà Lan đã trên 60 tuổi, có nhiều đóng góp cho xã hội, có khắc phục hậu quả. Theo hội đồng xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy, ở tù danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Tuận và Zetra phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành. Sau đó, thông qua công ty chứng khoán, bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân, nhà đầu tư, thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau,
không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền gần 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ở tội danh rửa tiền, hội đồng xét xử xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản, nắm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng cho bà Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau như trả gốc, lãi trái phiếu, trả nợ các khoản vay tại ngân hàng SCB, thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Ở tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, hội đồng xét xử cho rằng trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan giao cho cấp dưới lập các hợp đồng khống mua bán cổ phiếu, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tùng theo hội đồng xét xử, từ các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, không ảnh hưởng tới quyền lợi của những người khác. Hội đồng xét xử cũng cho rằng việc xét xử vắng mặt gần 36.000 bị hại cũng không cản trở việc xét xử, không ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua trái phiếu. Hội đồng xét xử cũng cho biết quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã nhận được nhiều đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có hơn 1.000 đơn không thuộc phạm vi xét xử trong vụ án này. Có nhiều đơn yêu cầu giải quyết nhưng chưa được làm việc trong quá trình điều tra đã được tòa đưa vào tham gia tố tụng với tư cách bị hại. Từ đó có thể thấy trái với hy vọng của bà Lan khi bà không những không được giảm án mà còn phải nhận thêm mức án tù chung thân cùng mức án tử ở giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là buộc bà Lan phải chấp hành án tử hình. Và cuối cùng khi mức án tử vang lên, người đàn bà ấy đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Mặt bà ta tái mét vì run sợ. À, thì ra người giàu cũng sợ chết. Dù có sức lên mình bao nhiêu viên đá quý, ngồi trên đống tiền hay có trong tay hàng nghìn tỷ, Trương Mỹ Lan cuối cùng nhận về con số âm với mức án tử hình. Trải qua hai giai đoạn xét xử, án tử hình được tuyên ở phiên sơ thẩm, nhưng với tính cách của một kẻ đứng trên đồng tiền như bà Lan, khó có thể chấp nhận mức án kinh khủng này. Hiện vụ án này, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm vì có kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và người liên quan. Đau đớn, hối hận trước tòa. Và đây chính là hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan. Rõ ràng nhận ra trong giai đoạn xét xử lần 1 của vụ án với hình ảnh để tự tin trong ngày 17 tháng 10. Khi tòa công bố mức án tử hình trong ngày 12 tháng 4 năm 2024, bà Lan loạng choạng đứng không vững, được các cảnh sát đỡ. Nên sau đó bà cố trấn tĩnh tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Về thiệt hại của vụ án, hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo Lan chiếm đoạt để sử dụng nên có nghĩa vụ bồi thường cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên đến nay, từ có một số khoản vay được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, tòa buộc bà Lan và các đồng phạm chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Nhưng về trách nhiệm dân sự, bà Lan và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại là hơn 677.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ của 1.284 khoản vay liên quan đến nhóm của bà Lan và Vạn Thịnh Phát. Sau khi cấn trừ đi một số khoản được tất toán sau thời điểm khởi tố còn là hơn 673.000 tỷ, tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án. Trước đó, sau khi kết thúc phần tranh luận bổ sung của luật sư và các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm được nói lời sau cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình là bị cáo duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất trong vụ án tử hình. Bị cáo Lan vừa khóc vừa nói, trở về trại tạm giam hàng đêm, bị cáo luôn danh dứt tại sao bị cáo và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Bị cáo nói vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam và từng ngày trong trại tạm giam. Những tháng ngày chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của Việt Nam. Bị cáo Lan nói tiếp, có nhiều lúc tuyệt vọng, đã từng nghĩ đến sự giải thoát vì đã dẫn thân mình vào thương trường. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam, điều muối sát vào lòng. Nhưng một lúc, bị cáo tiếp lời, tôi là người mà con mèo con chó còn không dám hại, vì sao tôi phải như ngày hôm nay? Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa,
nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh bị đề nghị mức án tử hình. Bị cáo Lan khóc nức nở và nhấn mạnh, chủ tòa liên tục trấn an, nhưng nhờ bị cáo Lan bình tĩnh để nói lời sau cùng. Vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người. Vì tôi tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công SCB. Bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc, công sức vào đề án tái cơ cấu này. Trình bày trước tòa, bị cáo nói không tin là đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cáo buộc bị cáo là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối SCB là một doanh nghiệp nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế. Bị cáo cho rằng mình làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Bị cáo Lan tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô đối với bị cáo, đồng thời đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ đồng không thuộc trách nhiệm của mình. Bị cáo Lan nói thêm, những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của mình về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Xin hội đồng xét xử không xem bị cáo là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Theo bị cáo Trương Vị Lan, sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu SCB khiến cho tin bị cáo đang bị dì móng vì không phải bị cáo làm dở, vì bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước vào SCB. Bị cáo Lan cho biết trước đây, gia đình bị cáo luôn được xung vầy, đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát mỗi người một ngả, không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không. Có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không? Bị cáo nói trên chiếc xe tù dẫn dài từ tòa án về trại giam, từ chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường, liên tục xin được giảm án. Và mặc dù đã phải nhận lấy mức án cao nhất sau những vi phạm của mình, thế nhưng trong thâm tâm bà Lan vẫn nuôi hy vọng có thể thoát khỏi án tử đầy đau đớn này. Có thể nói mức án mà bà Trương Vị Lan phải nhận cho đến ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với tất cả các tội trạng của bà trong quá khứ. Đồng thời việc bà Lan phải nhận mức án nặng như vậy cũng là một cách nhà nước Việt Nam đánh một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở các doanh nghiệp Việt Nam về những rủi ro tiềm ẩn nếu không tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh. Để tránh lặp lại những sai lầm tương tự như vụ án Trương Vị Lan, các doanh nghiệp cần xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.